Triển lãm quốc tế lần thứ 11 về máy móc thiết bị công nghiệp ngành nhựa, cao su, in ấn và bao bì vừa được tổ chức tại Hà Nội. Tham gia tại triển lãm có gần 220 doanh nghiệp đến từ hơn 11 quốc gia và vùng lãnh thổ như Bỉ, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Anh và Việt Nam. Tại buổi khai mạc triển lãm, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhận định, cùng với sự phát triển của ngành sản xuất trong nước, ngành công nghiệp nhựa, bao bì, in ấn cũng ghi nhận sự tăng trưởng nhanh, được đánh giá là ngành công nghiệp hỗ trợ có tiềm năng lớn, ngày càng yêu cầu những sản phẩm có công nghệ cao, quy trình sản xuất và quản lý hiện đại để tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Triển lãm chuyên ngành Hà Nội Plus Green Pack lần này quy tụ các doanh nghiệp sản xuất và thương mại trong ngành mang tới những công nghệ, giải pháp, máy móc thiết bị và nguyên liệu chất lượng cho thị trường Việt Nam đầy tiềm năng và là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng giúp các nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm đối tác, thị trường. Trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các hội thảo chuyên đề về những chủ đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm với mục tiêu giới thiệu, chia sẻ những công nghệ, giải pháp sản xuất mới trong ngành công nghiệp nhựa và lĩnh vực liên quan.